Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế nào mới không đấy? Dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, lý dục lý ác pháp, chứ đâu dạy cho chúng ta ngồi thiền. Các con thấy mới vô đầu thì Đức Phật dạy mình tu tứ giới cần gì? Phải siêng năng cần mẫn hàng ngày lý dục lý ác pháp. Người ta chửi thì mình làm sao mình đừng để tâm mình giận. Thấy một cái vật đó thèm muốn ăn thì vô này không được ăn với thời, mình cấm mình thiền để cho cái tâm dục mình nó không có theo. Bây giờ ngồi đây cứ buồn ngủ nó gục tới gục lui thì phải đi kinh hành để cho đừng gục nữa, thì làm cho cái dục này nó phải lìa ra, nó lìa ra. Cái mục đích của Phật là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng, mà tất cả những ác pháp này mà không lìa mà ngồi thiền là ngồi cái gì? Tự thần túc nó không có, làm sao mà thiền đến gì mà nhập được. Cho nên ngồi đây mà ức chế tâm thì nó lọt trong tưởng thôi, chứ nó làm sao mà thiền đỉnh gì? Các con hiểu chưa? Cho nên tu hoài mà rốt cuộc rồi bây giờ tới 80-70 tuổi các vị hòa thượng cũng không ai làm chủ được trong sân hết. Công phu rất là nhiều mà cuối cùng không có vị nào làm chủ được sân dạy hết. Quá uổng mấy con. Hàng ngày thì các vị thật sự ra một thầy tổ của chúng ta không phải là không chuyên năng, nghĩa là lần chuỗi thì bóng cứ sâu chuỗi bóng lộn, lúc nào cũng lần chuỗi rồi tứ thời tụng niệm công phu không có bỏ, bái sám thẳng hồi. Tới cái ngày sám hối thì vẫn sám hối thẳng hồi hoàn toàn, thế mà không lập chủ được sự sống chết nữa con. Bởi vì nó sai pháp rồi, nó không đúng, đâu có cầu Phật phù hộ mình được, đâu có lại Phật mà hết sống mà được sám hối đâu. Mà chính mình phải thấy được cái lỗi của mình sửa, mình đừng có làm lỗi nữa. Như bây giờ ăn ngủ phi thời mà mình không sửa, mình lại Phật bảo mình giúp cho mình ăn ngủ được phi thời sao được. Ta còn thấy ăn ngày ba bữa là phi thời, mà Phật dạy ăn ngày bữa thôi. Mà giờ nó bụng quá thôi, tôi ráng ăn tô mì thôi, hoặc là cái gì đó uống ly sữa đi, thì cái đó là phi thời rồi. Mà bây giờ Phật nào mà bảo mình giúp mình ăn uống một bữa nữa. Tự mình phải tự nguyện tự giác khắc phục không ăn phi thời. Giờ buồn ngủ thì không được ngủ phi thời, giờ ngủ thì cho ngủ, mà giờ không ngủ thì không cho ngủ. Các con thấy thầy chỉnh lại cái tập thời khóa tu tập trong thời Đức Phật. Trong thời Đức Phật có cái thời khóa tu không?